mà đẹp ghê không? Cái này là dòng sim. Cá đẹp ghê không? Cá của chú Năm rất là đa dạng. Cá đi tìm mái kìa, ốc táo kìa. Đây thì mình tiếp tục giới thiệu đến mọi người cá lia thia 8k của chú Năm bán nha. Đây, con này chỉ có 8.000 thôi nha mọi người. Đó, cá của chú Năm bán cực rẻ, giá cực mềm, 8.000 một con. Một con chỉ 8.000. 8.000 mà đẹp ghê không? Cái này là dòng sim quá. Cá đẹp ghê không? 8k một con. Chào mọi người nha, hôm nay thì tiếp tục mình ra vì cá ly thê của chú Năm ha. Coi mấy con cá ly thê của chú Năm nè mọi người. Còn là cá giá rẻ mà rất là đẹp ha. Đó. Cái này thì mình đi hơi trễ nên giờ này học sinh nó chuẩn bị vô học ha. Còn cái trường cấp 1 thì giờ tan hết rồi. Đây là mấy con cá ly thê của chú Năm bán nè mọi người. Như thường lệ hôm nay mình sẽ quay từng con cá ly thê cho mọi người xem ha. Đó. Đây là em Phướng ha. Phướng chú Năm bán. Đây tiếp theo là con này. Con này là con cá gì ta? Chắc là Phướng luôn, để hồi mình tí mình hỏi thêm chú Năm. Đây tiếp tục. Cá của chú Năm rất là đa dạng ha. Và giá thì nó rất là học sinh, rất là mềm. Cả nhà mình có mua cá ủng hộ thì liên hệ chú Năm nha. Đây, từng con một, mình sẽ quay từng con một. Đó. Đây, cá này. Bữa nay mấy keo có vẻ trong hơn, chú Năm vệ sinh hay gì, hay thay nước mới. Đây là cái hồ cá, mà bên đây là ba đuôi với cá chép chú Năm bán. Đó, còn mấy chú Năm chia làm hai loại ha, một bên là cá ba đuôi, một bên là cá nhỏ nhỏ ha. Đó. Cá ly thê mái kìa, ốc táo kìa, bảy màu nhóc luôn, chấm đùm dạ vang vàng. Hôm nay mình mới có dịp cảnh quay cho mọi người xem rõ từng con cá. Mềm cá này đẹp quá ha. Đó, bữa nay mấy keo cá nhìn rõ hơn. Đây có học sinh mua cá của chú Năm không? Cá đó cái gì chú Năm? Người ta đâu mày đâu mày giáo mà phụ đó hả, nguyên cá cá quá trời luôn kìa. Cho bạn học sinh quay trò chơi có trúng cá không? Bên này học sinh ra đông bất thường. Trúng gì vậy? Hạt lựu đỏ. Trúng hạt lựu đỏ rồi ông Năm ơi.
thức ăn. Mấy dòng rồi. Ta đu nhỏ dòng nữa đi. Đây cứ nằm học sinh mua cá, quầy cá của chú Năm. Đây mấy con cá nhỏ nhỏ của chú Năm, cá 8.000 nha. 8.000 là nó hơi nhỏ ha, còn cá bự hơn thì mắc tiền hơn. Thắt quay nãy giờ luôn hả? Lỡ quay dùm bà rồi cổ đi. Đâu có gì. Như đâu. Đây đổi được gì không? Có làm bánh cái mai đó mà làm món bánh đi. Mai còn bà. Bánh mới. Còn không thì đổi luôn cá chép đi. Cái chép đi. Đó học sinh với chú Nằm đang múc cá chung cho học sinh đó, nó chơi trò chơi. Trò chơi chúng cá li thi ha. Phần thưởng là những chú cá. Còn cá này, còn cái này. Còn cá này được không? Cá này nè. Đó. Đẹp quá không? Chích trắng nó mạnh hơn chú nào? Biết nó thích cái màu hồi lát màu nãy trên xuống luôn. Chánh mườm là được 3 con hả? Có con này đẹp nè. Để coi có con này là mấy bạn không thấy chứ mình thấy là nó bắt rồi. Cái gì chú nào? Cá cánh bừa. Rồi đó hả? Bừa màu đỏ mà nó có sọc sọc nữa. Mườm táo. Đó, mườm táo. Đâu không thấy rồi. Không thấy nữa. Nè, 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 nè. Đây nè. Nè. Cánh bừa táo. Cánh bừa xanh của táo, cánh bừa xanh của táo. Còn cánh bừa này, cánh bừa trơn. Bừng táo nó mắc hơn. Ba con hả? Ba con màu vàng. Vàng đỏ. Bùn táo hả? Táo cánh đường. Năm con mái. Năm con cá li thi mái bảy màu. Ba. Bốn. Năm con. Năm con là nhiêu tiền? 5.000 hả? Năm con 5.000. Năm con có 5.000 hả? Rẻ quá ha.
5 con có 5.000 dễ quá. Rồi học sinh tan hết nữa. Đây kẹo cá vô luôn. Giờ sắp xếp đi đâu nữa không Nam? Cho gọn lại hả? À, bỏ chai vô hả? Cho mọi người xem thêm mấy con cá của chú Năm để trong giỏ ha. Mấy con cá của chú Năm để trong giỏ nè mọi người. Em một. Đây em thứ hai. Cá ly thì 8k nha mọi người. 8.000 con thôi, chỉ 8.000. Siêu rẻ. Siêu rẻ. 8.000 một con quá rẻ luôn. Giờ để nắp lại dọn đi hả chú Năm? Tới giờ chú Năm dọn đi rồi. Dọn đi về ăn cơm hả? Chiều đi bán trường khác hả? Đi luôn hả? Giờ qua trường nào nữa? Hồng Mỹ Trinh hả? Rồi bữa nay ăn cơm tiệm rồi hả? Về nhà ăn cơm lúc 9 giờ. Thức ăn cá có hai loại, bịch ngàn, bịch 2.000. Thức ăn bán hủ luôn hả? Đây nè. Trời ơi. Thức ăn hả? Thức ăn